Không sao, không sao, con đừng sợ. Mưa mùa hè, có sấm chớp là chuyện bình thường con ạ. Nhưng mà con vẫn sợ lắm. Trời tạnh dần rồi đây này. Mới mưa có tí mà trời sầm cả lại. Tối nhanh thật định. Hả? Không ổn rồi. Cha vừa thấy một người mặc đồ đen bịt mặt chạy vụt ra từ cổng đình. Hình như ngoài đình có trộm. Sao con lại không thấy cha nhỉ? Hay là cha nhìn nhầm? Không, mắt cha còn tinh hơn cú vọ ấy chứ. Rõ là nhìn bộ dạng hắn lấm lét lắm. Mưa to gió lớn, ai còn đi ra đình làm gì? Con ở nhà dọn cơm ăn trước đi. Nếu mưa to thì đóng cửa lại. Cha chạy ra ngoài đó xem sao. Chắc chắn là có trộm cụ Lý à? Chính mắt tôi nhìn thấy nên tôi mới phải chạy vội ra đây. Đúng đấy, tôi không thấy, nhưng thằng nô nhà tôi nó thấy. Nó chạy từ đình làng ra, còn lấp ló ngó nghiêng ở cổng nhà tôi mà. Bức tượng cầm thạch hống con trên kệ thì chắc chắn là có trộm rồi. Ôi giời đất ơi, mãi làng con mới được bán cho một trận mưa. Ai ngờ lại có kẻ gian nhân cơ hội trộm chìa bảo vật thế này. Bây giờ phải làm sao để tìm tung tích của hắn, lấy lại bức tượng quý về đây cơ chứ? Phải báo lên qua ngục Lý ạ. À. Ôi giời ạ, à, cái đấy là đương nhiên. Ta lại cứ tưởng ai có cao kiến gì. Tôi có ý này, đơn trình báo quan thì ta vẫn gửi. Nhưng trong thời gian này, làng chúng ta vẫn nên tự tìm bảo vật về. Tìm bằng cách nào? Ngày mai, chúng ta chia nhau ra lên chợ huyện, đến từng cửa hàng buôn đồ cổ đá quý xem sao. Biết đâu lại thấy bức tượng ở một cửa hàng nào đó đấy ạ. Ơ phải, phải, chợ huyện không có thì ta lên chợ tỉnh, rồi thêm quán huyện, quán chí phủ nỗ lực bắt trộm, kiểu gì cũng ra. Đúng rồi, bức tượng chẳng thể nào lọt ra khỏi tỉnh này được. Chẳng lẽ nó có chân chạy chắc? Ta vào đây xem thử đi cụ, cửa hàng này lớn nhất đây. Xin chào, chào hai vị khách quý. Hai vị muốn tìm mua gì ạ? Chúng tôi cũng chưa biết nữa. Cụ nhà tôi không có gì ngoài tiền cả. Sở thích của cụ là sưu tầm đồ cổ siêu hiếm. Mà ở cửa hàng của ông không có gì độc lạ cả. Cứ để chúng tôi đi xem thêm đã. Ôi trời ơi, khách sộp rồi, vỡ bở rồi. Ấy ấy, hai vị khoan đã. Chỗ chúng tôi vừa có một bức tượng quý giá mới nhập về sáng nay. Ha, bức tượng á? À, tượng ấy à? Tượng thì cụ nhà tôi có cả một kệ lớn dưới hầm rồi. Loại vàng, loại bạc, đá đen, đá hồng gì cũng có đủ. Dạ không, đây là tượng được làm bằng loại cẩm thạch siêu hiếm, không tìm thấy cái thứ hai trên đời đâu ạ. Nào thì mang ra tôi xem nào. Không đừng vơ vít, làm mất thời gian ta đi tìm mua đồ quý đấy nha. Dạ đây, mời hai vị thẩm xem sao. Quả nhiên là bức tượng của làng ta, tôi đã bảo nó bị lấy cắp mà. Đồ ăn trộm mà dám mang đi bán nè, đến trộm nghề ngông nghênh thật. Thế nào ạ? À? Nó đẹp và độc đáo vô cùng. Tôi mới mua nó từ một người lạ. Đây là món đồ gia truyền của nhà hắn. Món này à, tôi ra giá 500 đồng, không giảm một xu. Tôi lại tưởng gì, có 500 đồng thôi à? 100 được không ông? Ừ, hơi đắt đấy nhá. 90 thôi. Tưởng gì, ra lại là gì tưởng. Mới sáng ngày ra, hai chủ tớ nhà này đã ám quẻ rồi. Thôi, hai vị đến thế nào thì ra thế ấy nhá. Ôi không tiện. Chúng ta báo với quan trên rồi cho người bắt luôn tên chủ tiệm đồ cổ thôi cụ nhỉ. Không, báo quan bây giờ thì đơn giản quá. Bắt tên chủ tiệm đồ cổ thì rút dây động rừng. Đến trộm thật sự, nó sợ nó sẽ trốn mất. Ta là ta muốn tóm được hắn để lập công với quan trên cơ. Ha 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 ha
Ồ, mọi người cười gì thế? Cười cái gì mà cười? Cười hầu mười cái răng. Khiếp, sáng mùng một mà hai người mặc cả như thế á, chưa bị đốt vía là may đấy. Ai đời ra giá 90 đồng bức tượng quý giá như thế? Vậy là đã tìm thấy bức tượng của làng bị đánh cắp ở tiệm đồ cổ. Sao cụ Lý không báo quan, bắt luôn tay chủ tiệm đồ cổ đi ạ? Đã tìm được tên trộm đâu mà báo quan, đã phải địch thân bắt được nó. Nhưng nhỡ có người trả 500 đồng, tay chủ tiệm bán mất bức tượng thì sao ạ? Cụ định thế nào? Ta vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ cần ra giá 50 đồng cho bức tượng và làm theo cách của con, chúng ta sẽ tìm ra tên trộm ạ. Thế à, Hồng Diệm, mau mau nói ta nghe. Ừ, được, được đây. Ông chủ à, tôi quay lại hỏi mua bức tượng. Ừ, ông vẫn còn quay lại đây cơ à? Ông có tin tôi? Ấy ấy, bình tĩnh. Ông nghe tôi nói, thực ra hôm trước chúng tôi không mang theo nhiều tiền, nên nói 90 đồng là đùa ông vậy thôi. Này, tôi đến để mua tượng thật đây này. Được, thế vậy để tôi gói lại cho ông nhá. Nhưng 300 đồng thôi nhá, giá thế là cao lắm rồi đấy. Sáng ngày ra, ông bán mở hàng thế lấy vía may nhá. Vía may gì, xui quẩy thì có. 500 đồng, tôi nói lại, đúng 500 đồng, không giảm một xu. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Ơ, cái gì đấy? Ông dám đốt vía tôi đấy à? Sáng ngày ra đã âm binh ám quẻ, mua tượng cầm thạch mà trả giá 300, tôi là tôi đốt hết. Bức tượng à, tôi cũng vì nó mà quay lại đây đấy. Ông bán cho tôi đi, tôi mua 150 đồng. Ông đùa tôi đấy à? 300 đồng tôi còn đang đốt vía đây này, ông lại còn định trả 150 đồng. Không bán thì thôi, tôi đi hỏi rồi, tượng đấy là loại đá xanh lạ, giả cẩm thạch, chỉ có phần đầu là cẩm thạch quý thật thôi. Ông đừng có lừa phỉnh mọi người. Mời ông đi cho tôi, đừng ở đây mà ăn nói hàm hồ. Ông chủ, tôi muốn mua bức tượng này. Ôi, ông quả là có con mắt tinh tường. Bức tượng này á, vị khách nào vào chỗ tôi cũng hỏi cả. Đẹp gì mà đẹp, 50 đồng mua tượng này còn đắt đấy. Ông xem, có bán được cho tôi thì bán. Ôi, lại nữa à? Quái lạ, bức tượng cẩm thạch quý thế này mà sao người ta trả rẻ thế? Ôi giời ạ, tượng này không quý đến mức như ông tưởng đâu. Trên tỉnh họ bán đầy, mà toàn giá 30-40 đồng thôi. Tôi ngại đi xa, chứ không lên tỉnh mua cũng tiết kiệm được khối. Thế nào rồi ông anh? Lời lãi dạo này khấm khá chứ? Khấm khá cái gì? Sáng nay còn có một lão lái đỏ đến đây, trả bức tượng quý của cậu mang tới giá 50 đồng đấy. À, sao lại thế được? Suốt cả tháng nay, nhiều người tới cửa hàng, người hỏi mua tượng thì cũng vẫn có, nhưng giá của người sau luôn thấp hơn giá của người trước. Tôi rất sốt ruột. Cậu bán cho tôi 300 đồng, mà giờ tôi bán ra được 50 đồng thì chả mấy chốc tôi sạt nghiệp à? Làm ăn thế thì ai chơi? Ôi dào ơi, ông lo cái gì? Cơm không ăn thì gạo còn đó. Thứ đồ này không bao giờ lỗi thời nhá. Biết đâu mấy năm nữa bán được giá cao gấp mấy lần thì sao? Thôi thôi, đừng có nói nhiều nữa. Thích mấy năm sau bán, cậu trả lại tôi 300 đồng rồi cầm về. Muốn bán cho ai thì bán. Ông giờ hơi à? Tiền trao cháo múc rồi, giờ tôi cầm về thì biết bán cho ai? Người ta nhìn là biết tôi là thằng trộm cái bức tượng này. Mà ông nên nhớ, ông cũng là đồng phạm đấy. Tôi không biết, đã thống nhất là cậu phải kiếm đồ cổ bán được giá thì tôi mới mua. Giờ thế này á, tôi chẳng muốn làm ăn gì hết. Tôi đoán không sai mà, kiểu gì ông chủ cũng cấu kết với tên trộm. Xoài, đến giờ cậu hành động rồi đấy. Đi đâu ấy nhóc? Dạ, cháu vào xem cho vui thôi ạ. Cháu còn nhỏ thế, thì biết gì về đồ cổ mà xem. Ôi, cháu thấy cửa hàng của ông to thì bước vào xem. Ai dè, chẳng có món nào đẹp bằng đôi lục bình hồng ngọc của cháu cả. Hả? Nhà cháu ở đâu? Nhà cháu cũng chơi đồ cổ à? Chơi gì đâu ạ? Nó là gia tài mà bà cháu hứa sẽ để lại cho cháu. Cậu sướng nhá, sau này lớn chẳng cần làm gì cũng giàu. Chuyện có đôi lục bình hồng ngọc trong tay á, ai ai cũng biết đến tiếng tăm của tớ, con trai phú ông làng Hạ mà. Ờ...
Ê! Ta biết ngay là ngươi sẽ tò mò mà mò đến đây mà. Mau tra lại tượng cầm thạch cho lang ta. Mau lôi hắn đi, báo quan, bắt cả tên chủ cửa hiệu kia nữa. Tên chủ cửa hiệu đồ cổ này thường cấu kết với trộm để buôn đồ cổ ăn cắp, phải trừng phạt thật nặng.